Trên trời có đám mây xanh, ở đây thì có thằng anh quét nhà. Con em ngồi xả rác ra, bày bừa bẩn thỉu chẳng tha ngày nào. Anh Hiếu, anh đang nói em đây à? Ta không nói mày, ta nói con Milu hàng xóm à. Thôi anh đừng mắng sơi sơi, ai bảo anh gấp ra đời trước em. Em thì ốm yếu hom hem, vậy nên anh phải giúp em chuẩn rồi, đúng không anh Hiếu? Đúng cái đầu mày ấy, nha. Đúng là cái đồ ham ăn lười làm, ta lại cốc cho lõm chán bây giờ. À mày còn lêu lêu mày. Thôi chết rồi. Chết. Tha tổ ra. Tại mày đấy. Tại anh thì có. Rõ ràng anh cầm chửi anh Phi em mà. Ôi ơi, làm nào bây giờ. Cái chùm rượu để bố ngâm lâu lắm rồi đấy. Bố mà biết á, bố mai anh em mình đi ngâm rượu luôn đấy anh Hiếu ạ. À. Bây giờ làm nào anh Hiếu? Để im tao ghi ra nào. Cuống hỏi. À, tao có cách rồi. Cách gì đấy anh Hiếu? Tao nghĩ là mình mua cho bố bình rượu khác đi. Bình này bố ngâm cũng lâu rồi, chắc cũng không để ý là cái bình này nó như thế nào đâu. Mua bình khác anh Hiếu. Nhưng mà đầu tiên. À, cái gì đầu tiên? Ừ, anh á, đầu tiên là tiền đâu ấy. Ờ nhờ. À, ta có rồi. Bây giờ nhá, ok. Ok anh. Chốt. Ai? Anh Hiếu ơi, tại anh mà trời lạnh này em phải ra đây mò ốc ấy nhá. Mò đây nhá. Không tí bố về à. Bố cho hai đứa ra đi nha, bỏ đi. Ơ, mày chắc chắn không? Chắc, tin chuẩn 100%. Tao vừa hóng được ở bên làng bên mà. Ừ. Bên đó nha, họ đang thu mua lan với giá cao chót vót luôn, một vốn bốn lời. Ôi. Khá quá nhỉ. Thế nhưng mà nhà hai đứa mình làm gì có lan để bán? Mày đúng là mặt đã không xinh xắn, não chẳng có nếp nhăn. Thế mà cũng không nghĩ ra. Cái gì? Mày bảo ai không xinh xắn? Mày bảo ai não không nếp nhăn hả? Tao lại vả cho cái rồi. Ê, đừng nóng. Mày thử nghĩ xem, trong nhóm mình nha, nhà đứa nào nhiều hoa lan nhất? À đúng rồi, nhà anh em Hiếu Thảo. Chuẩn. Cuối cùng thì não mày cũng nhăn nheo sần sùi một chút rồi đấy. Nhưng mà làm cách nào để gạ hai anh em chúng nó bán lan bây giờ? Thế thì mới cần dùng đến cái đầu. Đi, mình đi tìm hai anh em Hiếu Thảo hỏi xem sao. À, đi. Đi. Ơ, này cậu. Hai cậu định đi đâu đấy? Bảo tao đi tìm anh em nhà thằng Hiếu. Tớ cũng vừa mới đi qua nhà Hiếu Thảo xong, nhưng mà thấy cửa đóng im mỉm ý. Chắc là Hiếu Thảo đi chơi rồi. Thế á? Chúng nó đi đâu được nhỉ? Hai đứa nó kìa. Hiếu ơi! Thảo ơi! Ê! Ô, các anh chị đi đâu ấy? Đâu đây? Ô, chúng mày nhìn hai anh em Hiếu Thảo này, thiếu đúng cái dây sỏ mũ nữa thôi là như hai con trâu đang cày ruộng rồi. Trâu này, cày ruộng này, mày có thích hai con trâu để hút cho mày lòi ruột không? À, tao búng bùn mặt nhỉ? Tao đùa tí. Bây giờ không phải lúc đùa đâu, em với anh Hiếu đang gặp rắc rối đấy. Ô, có chuyện gì đấy? Kể đi xem nào. Thôi, nói ra chúng mày cũng chẳng giúp được đâu. Mày lại khinh bọn tao rồi. Bọn tao tuy dốt, nhưng mà được cái nhiệt tình. Có chuyện gì cứ kể bọn tao đi. Đúng đấy, cậu cứ nói đi. Nhớ đâu tớ lại giúp được hai anh em cậu thì sao? Sáng nay em với lại anh Hiếu trêu nhau đánh nhau. Không may làm vỡ cái bình rượu mà bố em ngâm lâu rồi. Bây giờ hai anh em phải đi bắt ốc bán lấy tiền để mua bình mới. Sợ bố đánh chết. Mà chúng mày nghe chúng mày biết thế thôi đấy. Chúng mày đừng có bô bô cái mồm đi bếp xếp với bố tao. Bố tao quánh mà tao chết đấy. Gơm biết rồi, cứ dặn thừa. Thân thiết với nhau ai làm thế. Nhưng mà chúng mày bắt ốc đem bán như thế, bao giờ mới đủ tiền? Ở quê mình á, cua ốc rẻ bèo ra, ai người ta mua? Thì ai biết được ấy, ngoài cách này ra còn cách nào nữa.
Tao suy nghĩ vắt óc tao mới nghĩ ra cái cách này đây. Hiếu ơi, tao muốn bày cách cho hai anh em mày. Cách gì? Nha tao bảo. Cái gì? Trộm hoa lan bố tao mang đi bán á? À? Mày nói biết thôi, làm cái gì mà oang oang cái mồm như thế? Hả? Thế mà bảo bọn tao giữ bí mật cho cái mồm oang oang thế mà. Thế nhưng mà không được. Bố tao biết, bố tao oánh. Đúng rồi đấy. Bố bọn em nâng niu đám lan đấy như nâng niu con ấy. Không trộm được đâu. Thôi vậy, chúng mày thích ở đây bắt ốc thì tùy. Tao chỉ sợ chúng mày chưa kịp bắt ốc đem đi bán lấy tiền thì bác Đại đã về. Và rồi, bác Đại sẽ phát hiện ra bình rượu yêu quý của mình đã bị hai đứa con rời đánh làm vỡ te tua như bát canh cua. Trong khi đó, chúng mày chỉ cần về nhà tậu vài chậu hoa lan, đưa bọn tao đem đi bán hộ. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Thế là có tiền tậu bình rượu mới ngay. Mà rõ ràng là nhà mày có cả một rừng hoa lan như thế, làm sao mà bác Đại phát hiện ra được? Mà thôi, tao nhớ ra là cuối làng cũng có nhà trồng hoa lan. Chúng mày không bán thì để bọn tao đi đấy hỏi vậy. Nào, từ từ xem nào. Cho anh em tao suy nghĩ đã. Ồ, thế suy nghĩ nãy giờ vẫn chưa chán à? Hay là chúng mày muốn nghĩ đến cái lúc nào mà bác Đại về rồi không thấy bình rượu của mình đâu? Anh Hiếu ơi, hay là... Thôi được rồi, bọn tao nghe theo ý chúng mày. Thế nhưng mà... Còn cái giỏ ốc đầy này của bọn tao bắt được rồi thì tính sao? Ôi giời ơi, tưởng gì? Hóa kiếp cho chúng nó luôn. Này, ốc là món gì ngon nhỉ? À, dạo này tôi thấy có món chả ốc hấp lá chuối siêu cay. Hay là Hiếu thử làm đi, tôi thấy đang hot lắm. Chả ốc hấp lá chuối siêu cay. Được, ngon đấy, đi, đi, chỉa luôn. Cái này lá chuối gì mày? Lá chuối thôi, lá chuối gì? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, nhân cái ngày mà bọn Hiếu bắt được giỏ ốc to, con nào con đấy béo ú như con thảo tổ ấy, thì các bạn hãy cùng với Hiếu làm món chả ốc hấp lá chuối siêu cay nhá. Anh Hiếu nha, anh cứ chê em đi, không có em thì ai bắt ốc cho anh nấu? Bởi thế ấy, cho nên một lát nữa thôi, tao sẽ khuyến mại cho mày thêm một thứ nữa. Là gì đấy anh Hiếu? Thì dọn dẹp đồ xong rồi rửa giấy bát đũa các thứ. Hiếu ơi, chuyển luôn đi, hấp dẫn quá. Từ từ khoai khắc nhừ. Các bạn ạ, để làm được cái món này ấy, thì chúng ta cần chuẩn bị những thứ. Đó là thịt ốc nhồi băm nhỏ này, mộc nhĩ băm nhỏ, nấm hương băm nhỏ, giò xay, thịt lợn xay, rồi lá lốt băm nhỏ, hành lá băm nhỏ, gừng băm nhỏ, rồi là hành tím băm nhỏ, ớt băm nhỏ, xả đập dập và lá chuối để hấp với cả những gia vị nêm nếm khác nữa. Ôi, tính ra món này nhiều nguyên liệu nhỉ. Này, nhìn sơ sơ cứ như kiểu gói nem ngày Tết ấy. Thế cách làm thì ra sao hả Hiếu? Đơn giản thôi. Tất cả mọi thứ ở đây đã được sơ chế hết rồi. Vậy thì sao? Thì chúng ta sẽ lấy cái thịt ốc nhồi này trộn với tất cả những thứ mà đã có ở đây vào, sau đó thì nêm nếm thêm gia vị như là hạt nêm này, mì chính này, rồi là nước mắm và hạt tiêu, trộn đều lên nhá. Làm luôn này. Thì Hiếu ơi, cái đống lá chuối này để làm gì? Để nhét vào cái mồm mày ấy, cho đỡ hỏi linh tinh nhá. Đã bảo là món chả ốc hấp lá chuối siêu cay rồi vẫn còn hỏi lá chuối để làm gì. Thế Hiếu gói chả ốc đi, để bố tớ hấp cho. Rồi. À, khi hấp ấy, nhớ lót cái lớp xả đập dập xuống bên dưới để cho nó thơm nhá. Các bạn ạ, bây giờ mới đến phần quan trọng như này. Phần này ai mà làm được nhá thì có mà tinh hoa hội tụ phụ nữ thì rất yêu ấy. Anh Hiếu ơi, anh có mà tinh hoa khuếch tán phụ nữ rất chán ấy. Chán cái gì? Chán tí đừng ăn nha. Em đùa ấy mà, anh trai của em số 1.
Đúng là cái con thỏ tỏ. Rồi, bây giờ thì Hiếu sẽ gói chả ốc cho các bạn xem nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ xé một cái tàu lá chuối cỡ bằng bàn tay. Chúng ta sẽ đặt xuống thớt. Sau đó thì lại xé tiếp một lớp lá chuối nữa cỡ bằng bàn tay, đặt chéo với lớp lá chuối ở bên dưới. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục cho cái hỗn hợp chả ốc mà chúng ta vừa trộn vào. Rồi chúng ta sẽ cuốn, cuốn làm sao để chặt. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái dây chuối chúng ta buộc lại. Rồi chúng ta sẽ đem đi hấp. Thế là xong nhá. Cái này chúng ta sẽ tháo găng tay ra sau dễ làm nhá. Biết làm rồi thì tự thân vận động đi. Chúng mày đứng nhìn để tao tự làm gói hết cái chỗ này á. Hả? Ờ, chả biết sao hôm qua tự dưng tao học bài đến khuya. Giờ tay đau quá, không làm được. Còn tao thì hôm qua có con muỗi đốt ở chân này. Tao giơ tay tao đập một phát, đập trúng con muỗi mình đồng da sắt. Thế bây giờ đau quá không nhấc nổi. Khổ thân anh chị thế. Thế đau tay thế thì tí nữa chắc không gấp được đâu nhỉ? Không có chứ, vẫn ăn được, vẫn ăn được bình thường. Chúng mày bỏ ngay cái bài đi cuốc đau tay, đi cậy mỏi gối đi nhá. Chỉ có ăn là giỏi thôi, ăn thì không ai bằng cả. Được rồi, để ba đứa tao làm. Nãy xem tao làm biết rồi đúng không? Làm đi nhá. Rồi, bây giờ chỉ việc đặt cái đống chả ốc vào nồi cho nó xông hơi đúng 20 phút. Đem ra là chén này nhá. Xông hơi 20 phút. Chị ơi, cái món này mà chấm với cả cái gì tê tê cay cay thì hết được chấm đấy nhỉ. Này, đúng là trong cái rủi có cái may. Tự dưng hai đứa này làm vỡ bình rượu của bác Đại thì mình có chả ốc ngon để ăn nhé. Đấy. Chén thôi chúng mày. Mời cả nhà. Ăn đi. Wow, ngon quá. Lần đầu tiên em được ăn món này, đúng là đỉnh của shop. Thế thì ăn đi, ăn nhiều vào. Xong rồi lấy sức cãi tao nhá. Mà này, lát nữa nhá, bọn tao qua nhà mày lấy hoa lan nhá. Rồi, bọn tao đứng trong ngõ, xong rồi mang ra cho bọn tao nhá. Thế nhưng mà, nghĩ lại, tao cứ thấy nó thế nào vậy? Thế bây giờ ốc cũng ăn rồi, mà rượu thì cũng vỡ rồi. Không làm như thế thì còn cách nào khác đâu. Thôi được rồi. Nhớ nhá. Này, ê, nhưng mà này, chúng mày nhớ là phải giữ bí mật với bố tao đấy nhá. Yên tâm, trông mặt bọn tao uy tín thế này cơ mà. Nhưng mà Hiếu ơi, em sợ bố phát hiện ra lắm. Hay là chúng mày thích bị đem đi ngâm rượu, tao trả lại cho này. Thôi nhạc, giúp bọn tao đi. Này, tao trả tiền, coi như là đứt đuôi con nòng nọc rồi nhá. Đấy. Ô, có mỗi thế này thôi á? Ô, thế là còn được giá rồi đấy. Nếu mà mày muốn hơn ấy thì tự đem đi mà bán nhá. Nhưng mà bọn em có biết ai mua đâu mà bán. Thôi, chị mang bán giúp vợ em với. Nói thế thì còn nghe được. Bọn tao té trước đây. Ê anh chị ơi. Thế nhưng mà nhỡ bố em phát hiện ra xong bố em hỏi bọn em thì anh em biết trả lời thế nào? Giang hồ hiểm ác khó lường. Ngủ say một giấc bình thường lại luôn. Là sao hả anh Hùng? Thì lúc bác Đại về chúng mày cứ giả vờ ngủ say, không biết gì. Lúc bác Đại tra ra hoa lan bị lấy mất thì cũng coi như là trộm lẻ vào nhà lấy mất, không phải tại hai đứa mày. Anh Hiếu ơi, em nói dối không giỏi đâu, nên là có gì anh nói giúp em nhé. Được rồi, biết thế. Thôi bây giờ mày cứ về trước đi, tao đi mua bình rượu xong rồi tao về luôn nhé. Vâng. Cứ thế nhá, bọn tao giúp trước đây.
Ồ, thế lại thiếu đi đâu mất 2 giò lan nhỉ? Hiếu Thảo ơi, ra bố bảo này. Ui, anh Hiếu ơi, chết rồi, bố phải rồi anh Hiếu ơi. Làm gì đây? Em ngủ. Ồ, hai cái đứa này làm gì mà gọi không thấy ra nhỉ? Ôi rồi. Hiếu, dậy. Thảo, dậy đi con. Dậy nghe bố hỏi đây này. Thế tại sao hai đứa lại ngủ ngày thế này? Hay là gì ạ? Có phải đâu bố ơi, không phải bọn con đâu ạ, bọn con không biết gì cả. Chắc là trong cái lúc mà bọn con ngủ thế này này, trộm nó lẻn vào, nó trộm mất hoa lan đấy ạ. Hiếu, không phải bọn con trộm, bọn con mang đi bán đâu ạ. Ok ạ. Này, bố đã nhắc gì đến cái chuyện hoa lan đâu? Thôi được rồi, nói sự thật cho bố biết đi. Dạ, chuyện là bọn con chẳng may đánh rơi cái bình rượu bố ngâm lâu rồi ạ. Không có tiền mua để vào đấy cho bố nên bọn con đã bán 2 chậu lan ạ. Cái gì? Thế hai đứa mang lan đi bán cho ai? Con bán cho thằng Hùng với cái Quỳnh ạ. Chúng nó bảo ở làng bên người ta mua hoa lan với giá đắt lắm bố ạ. 1 vốn 4 lời cơ ạ. Làm vỡ bình rượu của bố đã là tội nặng rồi, thế mà lại lấy thêm cả hoa lan của bố để mang đi bán. Thế bây giờ hai đứa muốn bố xử thế nào đây? Bố ơi, bọn con biết lỗi rồi ạ. Đúng rồi bố ạ. Phê Linh không phải tại bọn con đâu, tại cái bình rượu đấy chứ ạ. Tuy nhiên nó đồ già nó lao đầu vào cái cán chổi của con. Đã gây ra tội rồi lại còn lấp liếm à hả? Thằng Hiếu, riêng anh nha, tôi phạt 10 ngày băm rau lợn liên tục. Bố ơi, nhưng mà... Chưa hết đâu. Phải băm nhỏ, mịn để cho lợn ăn ngon miệng. Cứ con nào tụt cân ấy là tôi cứ nhẻ mông anh là tôi vụt. Dạ vâng ạ. Còn cái Thảo, anh sai mà không biết đường bảo anh lại còn bao che. Phạt say 1 bao thóc cho gà. Vâng. Vâng, con không đi đi, con ngồi đấy. Còn cái nhà mà cũng quái lạ nhỉ. Ê, hai cái giỏ lan đột quỵ đấy mà. Ê, bọn này nó bán để mà mua được cái bình rượu kia thì cũng kể ra cũng giỏi đấy. Ê, mình còn chả bán được đâu mà. Hai đứa kia, sao chúng mày chưa bán mà lại đem hoa lan về nhà tao thế này? Ồ, này, em tưởng là anh chị mang sang làng bên bán rồi. Bán chắc cái gì, người ta chê á, cây này thiếu phân bón, cành lá thì không còn, nụ hoa thì héo hon, đã thế cây còn non, thế bán cho ma tây à? Thế sao mày bảo làng bên người ta mua với giá cao lắm, 1 vốn 4 lời cơ mà? 4 lời cái gì, có mà báo đời thì có ấy. Hai cái cây lan non chuệt nhà mày ấy, báo hại bọn tao đi đi lại lại 7749 vòng, đã thấy cái chỗ thu mua ấy, người ta còn đuổi như đuổi ta ấy. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Còn làm thế nào nữa, giả lại tiền cho tao đi, bọn tao giả lại cơ cho mày. Trả lại làm sao được nữa, cái tiền này tao lấy tao đi mua rượu rồi. Tao không biết, mày trả lại tiền cho tao đi, tiền mừng tuổi tích góp 1 năm của tao đấy. Ồ, này. Có cái chuyện gì mà mấy đứa cãi nhau như mổ bò thế hả? Bác à? Có gì đâu à? Bọn cháu có dám mổ con gì đâu. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Bố ơi, bọn con lấy hoa lan của bố để đem... Thế được rồi, bố hiểu rồi. Thế bác ơi, bác bảo hai đứa chúng nó cho cháu xin lại tiền đi ạ. Đúng rồi đấy bác ạ. Bọn cháu đem hoa lan sang trả cho bác. Vâng. Nhưng mà anh chị mang hai cái cây này đi, dầm mưa dãi nắng suốt từ sáng đến giờ. Bây giờ nó héo rũ rồi, làm gì sống được nữa. Thôi được rồi. Bây giờ bác hỏi hai đứa. Hai đứa bảo với Hiếu Thảo là trộm lan để mang đi bán à? Bọn cháu... Cháu...
Khổ lắm. Lan nhà bác có phải là lan đột biến đâu. Nó là lan đột quỵ. Bác trồng cho vui thôi, chứ bán thế nào được. Cháu xin lỗi bác ạ. Bác ơi bác, thế còn tiền hôm qua thì cháu... Thôi được rồi, hai đứa muốn lấy lại tiền chứ gì. Bác chỉ cách cho. Hey, vâng ạ, vâng ạ. Đấy, sáo cỏ làm đất cho kỹ vào. Sau đấy rồi trồng rau gieo hạt cho tôi. Tôi trả công cho, bù vào cái tiền bán lan hụt ấy. Ui, các cậu làm gì mà hôm nay chăm chỉ thế? Hỏi cái gì mà hỏi, đang khát khô cả cổ này. Ơ, thế để tớ vào lấy nước cho nhá. Nước đây, nước đây, nước đây. Ôi Tuyền ơi, mày định làm lông bọn tao hay sao? Mang nước nóng đi. Thôi tao mệt quá. Thay nhau cuốc hì hục mấy tiếng đồng hồ rồi không sao. Tôi từ giờ tao chừa rồi. Không có trôm mấy chỉa gì nữa cả. Ôi cái thần làm tội cái đời. Cho chừa cái tội phá làng phá xóm đi. Nghịch cho lắm vào.